bạn, mình là Phan Mỹ đến từ Mr. Vũ, quạt cho người giàu. Hôm nay mình xin giới thiệu mẫu quạt khổng lồ mang tên X-Chem. Trước đây, khái niệm về những chiếc quạt trần cánh lớn thường có trọng lượng và mức tiêu thụ điện năng vô cùng cao, khó lắp đặt và vận hành, bên cạnh đó giá thành thì lại rất cao. Mr. Vũ là đơn vị đầu tiên cho ra đời mẫu quạt với kích thước khổng lồ tại Việt Nam, có các tiêu chí cải tiến từ nguồn điện dân dụng tiêu chuẩn, dễ dàng lắp đặt và vận hành, thiết kế tinh tế bắt mắt. Mẫu quạt ấy có tên gọi X-Chem, hàm ý về cảm xúc bất tận. Quạt X-Chem được thiết kế khỏe khoắn nhưng không kém phần tinh xảo, bởi các chi tiết từ bầu quạt tới thân quạt, từ cánh quạt tới tay cánh được ráp nối khéo léo. Các đường cong và độ nghiêng của cánh cũng được tính toán kỹ lưỡng và đẹp mắt, tạo nên một khối tổng thể hài hòa. Vì là dòng quạt cánh lớn mang yếu tố mạnh mẽ, nên Mr. Vũ sử dụng nguyên bản chất liệu và màu sắc của aluminum vân xước điểm xuyết cho toàn bộ quạt. Quạt X-Chem với 6 cánh làm từ aluminum cao cấp có đường kính dài lên tới hơn 3m. Động cơ sử dụng cho quạt là động cơ DC thế hệ mới, có chất lượng rất tốt, quạt sử dụng bền bỉ trong suốt thời gian dài. Công suất tiêu thụ điện ở mức cao nhất chỉ 90W. Khi vận hành, cánh quạt từ từ chuyển động tạo ra luồng không khí rất mát và êm ái, giống như người khổng lồ, di chuyển nhẹ nhàng nhưng tạo ra sức mạnh vô cùng lớn. Bởi tính hữu dụng và thiết kế đẹp, mẫu quạt này được đặc biệt ưa chuộng sử dụng cho nhiều công trình có kiến trúc độc lạ, có không gian rộng lớn như sảnh nhà hàng, khách sạn, nhà xưởng, kho bãi. Quạt X-Chem sử dụng điều khiển từ xa với 8 cấp độ gió ưu việt, có chế độ đảo chiều gió ngay trên điều khiển, giúp làm mát vào mùa hè và bớt lạnh vào mùa đông, nên công năng sử dụng của quạt vô cùng hiệu quả, vừa trang trí độc đáo, vừa điều hòa không khí quanh năm. Quạt trần X-Chem được bảo hành động cơ lên đến 10 năm. Ngoài ra, Mr. Vũ có chính sách vệ sinh bảo trì miễn phí 2 lần một năm. Hãy đến Mr. Vũ và cảm nhận vẻ đẹp đặc biệt của mẫu quạt trần khổng lồ X-Chem nhé!